Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh 16 giờ ngày mùng 10 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sau một ngày nghỉ với nhiều hoạt động thiền nguyện, giao lưu khám phá danh thắng di tích lịch sử, văn hóa tại thành phố Sầm Sơn, sáng nay ngày mùng 10 tháng 4, các tay đua tham dự cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải lần thứ 36 năm 1924 bước vào trạng 7 đồng đội tính giờ tới dự và trao thưởng có các đồng chí Trương Hòa Bình nguyên ủy viên Bộ Chính trị nguyên phó thủ tướng thường trực Chính phủ Đầu Thanh Tùng tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh sau lễ trao giải 15 đội bước vào tranh tài ở trọng 7 đua đồng đội tính giờ với cự ly 26,1 km đây là chặng đua rất quan trọng bởi kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích cá nhân và đồng đội. Kết quả xếp thứ nhất là đội tập đoàn Lộc Trời An Giang, xếp thứ nhì là đội Đô Phàng Đồng Tháp, xếp thứ ba là đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Ngay sau khi chặng bảy kết thúc, ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng cho các đội đua giành thứ hạng cao. Đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công nhận sản phẩm ô cốp đạt hạng 3 sao cho 5 sản phẩm gồm nước cốt hoa Atiso Ngọc Hoàn của công ty trách nhiệm hạn sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại Hoàn Ngọc, phường Hải Lĩnh, hai sản phẩm cá cơm khô và moi khô Dũng Liễu của công ty trách nhiệm hạn chế biến hải sản Hiệp Anh, phường Hải Hòa, hai sản phẩm mắm tôm và mắm tép Sơn Thơm của cơ sở chế biến hải sản Sơn Thơm, phường Hải Thanh. Với việc công nhận thêm 5 sản phẩm này, thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa đã có 24 sản phẩm đạt chứng nhận ô cốp, trong đó có 5 sản phẩm đạt 4 sao và 19 sản phẩm đạt 3 sao. Nhằm hệ chế tình trạng trà trộn nông sản không an toàn kém chất lượng, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng hình thành các vùng chuyên canh, hướng dẫn người dân doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng mã số vùng trồng trong lĩnh vực trồng trọt, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ hướng đến xuất khẩu. Đến nay, huyện Thọ Xuân đã xây dựng được 23 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, trong đó có 16 mã số vùng lúa, 5 mã vùng cây ăn quả, một mã vùng khoai lang và một mã vùng ớt. Để đảm bảo sản xuất theo các mã số vùng trồng đã được cấp, địa phương thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, giám sát các vùng trồng để kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn người dân thực hiện đúng theo các quy định, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Những năm gần đây, nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa phát triển khá ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, huyện Nông Cống có trên 910 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi trồng nước lợ 222 ha, nước ngọt 688 ha. 3 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của huyện đạt hơn 895 tấn. Để hỗ trợ cho các hộ nuôi trồng thủy sản, Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản mở các lớp tập huấn khuyến nông khuyến ngư bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho nông dân. Thời gian qua, huyện Thạch Thành đã đồng loạt triển khai tiêm phòng các loại vaccine cho đàn vật nuôi cho toàn bộ 25 xã, thị trấn. Đến nay, huyện đã hoàn thành tiêm phòng đợt 1 năm 2024. Tính đến, đến ngày 30 tháng 3, công tác tiêm phòng vaccine dạy cho đàn chó mèo trên địa bàn huyện Thạch Thành đã hoàn thành. Tiêm phòng cho trên 16.500 vật nuôi, đạt 100%. Trong đó, tiêm vaccine tụ huyết trùng lở mồm long móng cho trên 10.600 con trâu bò đạt 99,7%, cho trên 1.200 con dê đạt 100%. Tiêm vaccine tụ huyết trùng, dịch tả lợn cho trên 8.600 con lợn đạt 99,8%. Tiêm vaccine A H5N1, AH5N6 cho gần 125.300 con gia cầm, đạt 99,1%. Hiện trên địa bàn huyện không có dịch bệnh xảy ra. Những năm gần đây, ngành văn hóa huyện Cẩm Thủy đã quan tâm tạo môi trường để giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 360 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Nhờ hoạt động tích cực của các câu lạc bộ cũng như sự quan tâm của ngành văn hóa thông tin các cấp, đến nay huyện Cẩm Thủy đã khôi phục, bảo tồn và phát triển được nhiều giá trị văn hóa truyền thống điều này không chỉ góp phần làm đa dạng, phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Cẩm Thủy mà còn là nền tảng quan trọng để thúc đẩy ngành du lịch phát triển trong những năm tới. Sáng ngày 10 tháng 4, ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Lát tổ chức khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024. Tham gia lớp tập huấn có hơn 50 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện cùng cán bộ một số xã, thị trấn liên quan thông qua tập huấn nhằm nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, vai trò tham mưu của lực lượng vũ trang các cấp, các phòng ban ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong chuẩn bị và thực hành diễn tập. Huyện Vĩnh Lộc vừa tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Hơn 100 vận động viên là thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đến từ 13 đội thuộc 13 xã thị trấn đã tham gia hội thi các đội trải qua hai phần thi lý thuyết và thực hành với các câu hỏi yêu cầu về kiến thức pháp luật, lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu tài sản trong trường hợp xảy ra sự cố. Các đội thi đã thể hiện hiểu biết sâu sắc về các nguyên nhân xảy ra cháy thường gặp, cách sử dụng các thiết bị bảo hộ, tổ chức thoát hiểm trong đám cháy, kỹ năng sơ cấp cứu khi có người bị nạn. Tiếp theo chương trình là phần tin trong nước. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 3 năm 1924 giảm mạnh so với số liệu ước tính trước đó là 400.000 tấn. Tính chung trong quý 1 năm 1924, lượng cà phê xuất khẩu đạt 585.696 tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch đạt gần 1,93 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 56,7%. Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong tháng 3 năm 1924 tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất trong 6 tháng qua, đạt 3.555 đô la Mỹ một tấn tăng 8% so với tháng trước và tăng 55% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung trong quý 1 năm 2024 đạt 3.289 đô la Mỹ một tấn, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, xu hướng chung giá cà phê sẽ còn tăng và chính điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho thị trường nội địa. Việt Nam hiện đang luồng cung cà phê lớn thứ hai của thế giới, đồng thời mặt hàng này cũng là sản phẩm thiết yếu chỉ đứng sau lương thực ở nhiều quốc gia, nhất là tại châu Âu. Do vậy, việc nguồn cung thiếu hụt của Việt Nam đã tác động lên thị trường và các nhà kinh doanh. Đáng chú ý, giá cà phê tăng nhanh cũng gây nên một số bất ổn ở thị trường nội địa khi một số người đang nắm giữ cà phê đã ngưng bán ra để tiếp tục chờ tăng giá, thị trường giao dịch chậm. Giá xăng ngày mai 11 tháng 4 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Theo các doanh nghiệp, Liên Bộ rất có thể quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng để kiểm soát giá bán lẻ xăng RON95 khi loại xăng này có thể vượt ngưỡng 25.000 đồng một lít. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất nhà nước chỉ công bố giá xăng dầu thế giới bình quân 15 ngày và một số chi phí cố định như tỷ giá ngoại tệ, tỷ lệ chi phí kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp, các loại thuế, trong khi đó, doanh nghiệp đầu mối sẽ tự công bố giá bán tối đa dựa trên công thức giá do nhà nước quy định. Giá bán của doanh nghiệp không được cao hơn giá tối đa theo công thức quy định. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank vừa được tạp chí Global Financer có trụ sở tại Hoa Kỳ vinh danh là ngân hàng tốt nhất Việt Nam trong khuôn khổ lễ trao giải lần thứ 31, ngân hàng tốt nhất thế giới, được tạp chí này tổ chức thường niên trên quy mô toàn cầu. Theo đó, Techcombank được vinh danh là ngân hàng tốt nhất Việt Nam nhờ các thành tựu về kết quả kinh doanh, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, đổi mới công nghệ và cơ sở hạ tầng, cũng như các đóng góp tích cực cho môi trường và xã hội. Trong năm 2023, Techcombank đã đạt được lợi nhuận dẫn đầu ngành và bảng cân đối kế toán mạnh, đồng thời tiếp tục tập trung cao độ vào việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Ngân hàng duy trì vị trí dẫn đầu ngành về tỷ suất lợi nhuận trên tài sản trong 5 năm qua. Sáng mùng 10 tháng 4 Văn phòng Quốc hội có công văn thống nhất phương án của Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 để người lao động được nghỉ lễ 5 ngày liên tục. Như vậy, đến nay, có 8 cơ quan thống nhất với đề xuất của cơ quan soạn thảo bao gồm Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế, Văn phòng Quốc hội. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc hoán đổi ngày làm việc, giúp cán bộ công chức, viên chức người lao động được nghỉ 4 đến 5 ngày liên tục và có điều kiện giải trí nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động để làm việc tốt hơn. Hồ chứa nước ngọt ở vùng đất rừng U Minh Hạ, Cà Mau có giá trị đầu tư 248 tỷ đồng sẽ hoàn thành trong tháng năm tới để cung cấp nước cho khoảng 11.000 hộ dân. Ngoài mục tiêu chính cung cấp nước sinh hoạt, công trình hồ chứa ngọt ở vùng đất rừng U Minh Hạ còn giúp chữ nước phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng và cung cấp nước phục vụ sản xuất vào mùa khô. Trong tương lai, nếu được tiếp nguồn nước ngọt từ sông Hậu về thì hồ có khả năng chữ nước phục vụ thêm cho người dân khu vực huyện Trần Văn Thời và Thới Bình Cà Mau. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp Công an huyện Con Cuông và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt ba đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp. Được biết, các đối tượng hoạt động lưu động, sử dụng mạng xã hội để trao đổi, liên lạc với nhau, cất giấu ngụy trang ma túy trong hàng hóa, không trực tiếp giao nhận ma túy mà gửi theo xe khách, thanh toán, chuyển khoản qua ngân hàng. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.